Chào bạn, hôm nay là buổi thi chuyên ngành để chuyển visa của thực tập sinh từ 1 năm thêm tiếp 2 năm. Về phần thi sẽ là từ trắc nghiệm 20 câu với lại thực tập chuyên ngành của mình đã làm trong 1 năm. Nếu mà đậu thì mình sẽ tiếp tục được thêm visa là 2 năm. Còn rớt thì mình cũng không biết như thế nào, chắc về nước. Mà các bạn đón xem thử cái phần thi thực tập sinh ra như thế nào. Dụng cụ hôm nay đi thi qua những dụng cụ mà làm hàng ngày trong nội thất công việc tôi làm, với lại trong cặp thì bộ bento, cơm hộp. Đây là thước để thi, luôn luôn phải mang theo mũ bảo hiểm. Bây giờ là ngồi chờ người công ty tới đón rồi đưa đi tới địa điểm thi. Vâng, bây giờ chúng tôi lấy từ trong kho của công ty là lấy là ba cái thùng tí nữa chúng ta sẽ thi. 1, 2, 3 cái thùng tí nữa chúng ta sẽ bán mua đồ. Phải vận chuyển đến địa điểm thi. Vâng, sau khi chuẩn bị từ dây điện, nói chung là toàn bộ dụng cụ, bây giờ chỉ chờ chuẩn bị đăng ký sư người Nhật sẽ chở chúng tôi lên chỗ địa điểm thi ở Jikko. Có 3 người thi nên chuẩn bị là 3 cái dụng cụ gì cũng có ba cái, từ thước có 3 cái, dây điện 3 cái này, và nhất là 3 cái khung để tí nữa bán vô đồ. Vì chúng tôi là chuyên môn của chúng tôi là nội thất bên trong nhà. Lại nhém xíu nữa lạc nữa. Đấy nữa trong tòa sẽ thi ở trong kia. Vừa tới nơi được nhận giấy dự thi. Cái dòng đầu tiên là nơi địa điểm của công ty. Dòng thứ hai là tên của công ty. Còn ở tay mình. Còn hướng bên kia thì số báo danh với lại nghề mà chuyên môn của mình làm trong 1 năm. Còn phía dưới nữa là thời gian và ngày tháng mình thi. Quay một vòng vòng địa điểm thi. Khung cảnh ở đây là rất là cũng thoáng mát. Mình sẽ quay cho các bạn xem một ít khung cảnh ở đây. Chúng ta đã vô điểm thi. 3 chỗ, 1 chỗ, 2 chỗ, 3 chỗ. Và đầu kia là cái phòng mà sẽ thi trắc nghiệm. Vâng, đây là chỗ tôi thi. Còn phòng chỗ này là phòng sẽ thi trắc nghiệm. Thời gian thi này. Lại ghi những ngành nghề này. Còn hướng bên kia là công ty khác. Bây giờ mọi thao tác đang chuẩn bị. Gần đến 1 giờ rồi mà chưa được ăn trưa. Chắc dễ thi luôn. Đây là nơi tôi thi. Giấy tờ để đàng hoàng. Công ty khác này. các bạn. Mình đã đi thi về. Đợt này á, mình đi thi á, do khi mà làm bài thi á thì họ cấm sử dụng điện thoại, nên mình không có sử dụng máy quay để quay lại được. Nhưng mà khi thi xong á thì mình thấy là họ sẽ công bố kết quả liền cho mình này. Và hầu như là đề bài á, hầu như là rất sát với những cái từ vựng mà hàng ngày mình đi làm hàng ngày của mình, chuyên môn của mình. Với lại khi mà thi xong á, mình được biết một thông tin á là ngành xây dựng á, là nếu mà các bạn hoàn thành xong 3 năm, đúng không? Mình có hỏi công ty của mình đang theo làm việc á, nếu mà mình có nguyện vọng và muốn ở tiếp ở Nhật Bản á, hoặc là công ty nó sẽ muốn mình ở lại á, thì họ sẽ cho mình thêm chuyên ngành để thi, tiếp lấy cái bằng là visa thêm 2 năm nữa, không cần phải về Việt Nam làm giấy tờ, mà chính ở Nhật Bản thi được 2 mà đậu khi ở năm 3, và thi thêm một lần nữa, khi thi chuyên môn một lần nữa là các bạn sẽ ký thêm được 2 năm. Là tổng cộng là các bạn sẽ được 5 năm ở Nhật. Chuyến đi lần này mình mới biết thêm một cái số thông tin nên mình về chia sẻ cho các bạn. Chúc các bạn thành công trên con đường của Nhật Bản.